Xin chào các anh chị phụ huynh cùng tất cả các con thân yêu, lại là thầy Cường đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với công thức ăn bạn nhỏ cộng 2. Và chúng ta bài trước đã học với nhau là ở hàng đơn vị nè, tay phải nè, hàng trục nè, tay trái nè. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cộng trừ công thức ăn bạn nhỏ cộng 2, một hai chữ số và hai chữ số bất kỳ nha. Chuẩn bị, hai tay đâu là hai tay đầu, hai tay đây là hai tay đây. Sẵn sàng, 12 cộng 2 cộng 10 cộng 2 thêm 5 bớt 7. Đáp án bằng bao nhiêu nhỉ? Đáp án của chúng ta là 26 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo, chuẩn bị, 30 cộng 4 cộng 20 thêm 50 bớt 30 cộng 5 trừ 6 cộng 2 thêm 5 bớt 3. Đáp án của chúng ta bằng 55 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo, chuẩn bị, câu này thầy sẽ không giơ tay, các con tự làm cho thầy nha. Nhìn lên trên màn hình và làm nè. Chuẩn bị, 11 cộng 13 cộng 2 cộng 1. Đáp án bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, đáp án của các con là 27 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo, chuẩn bị, 29 trừ 6 cộng 1 trừ 10 cộng 2. Đáp án, đáp án của chúng ta là 16 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo, chuẩn bị, 7 trừ 5 cộng 70 cộng 2 cộng 2 cộng 3. Đáp án bằng bao nhiêu nhỉ? 79 là đáp án chính xác. Tuyệt vời lắm các con. Câu tiếp theo, chuẩn bị, 16 trừ 5 cộng 2 cộng 2 cộng 1 trừ 5. Đáp án bằng bao nhiêu? Yes, đáp án của chúng ta là 11 là đáp án chính xác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau qua phần số 2 của bài học nha. Cộng trừ công thức ăn bạn nhỏ cộng 2, hai chữ số bất kỳ. Sẵn sàng, chuẩn bị, 12 cộng 12 cộng 12 thêm 5 bớt 3 cộng 20 thêm 50 bớt 30. Đáp án bằng bao nhiêu? Đáp án của chúng ta là 56 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo, chuẩn bị, 41 cộng 50 trừ 60 cộng 14 cộng 10 cộng 4 thêm 5 bớt 1 trừ 45 cộng 13 cộng 22 cộng 20 cộng 2 thêm 5 bớt 3. Đáp án bằng 35 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo, chuẩn bị, 34 cộng 22 cộng 20 nè các con, thêm 50 bớt 20, bên này thêm 5 bớt 3. Đáp án bằng bao nhiêu? 56 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo, chuẩn bị, 14 cộng 12 cộng 12 trừ 20. Đáp án bằng bao nhiêu? Bằng 6 là đáp án chính xác. Rất là tuyệt vời. Rồi, bài học của chúng ta, công thức ăn bạn nhỏ cộng 2, 1, 2 chữ số và 2 chữ số bất kỳ, đến đây là kết thúc rồi. Các con sẽ về nhà luyện tập bài tập mà thầy cô đã giao ở trên nhóm học tập cho các con nha. Để chúng ta có thể luyện tập thật là tốt á, thì mỗi ngày chúng ta hãy bỏ thời gian ra tầm 15 đến 20 phút để các con thật là sự là luyện tập, để rèn luyện một thói quen học tập hiệu quả nha các con nha. Rồi, nếu các anh chị phụ huynh và tất cả các con thân yêu thấy bài học này của chúng ta giúp ích cho chúng ta một điều gì đó thì hãy chia sẻ, nhấn vào nút like nè, thả tim
và chia sẻ cái bài học này đến cho những người bạn và người thân của chúng ta nha. Thầy xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị phụ huynh và các con thân yêu.